Cổ động viên Thái bất ngờ trước tình yêu bóng đá của người Việt. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, chặng đường của SEA Games 31 đã khép lại thành công rực rỡ. Ngoài những tấm huy chương ấn tượng còn đến từ những khán đài đầy ắp cổ động viên, tất cả hòa mình vào không khí thể thao, hò reo cổ vũ nhiệt tình và nồng hậu. 12 tỉnh thành của Việt Nam được chọn đăng cai SEA Games 31 đã chiêu đãi ngày hội thể thao khu vực một bữa đại tiệc của sự sôi động, hiếu khách và tình bằng hữu. Cổ động viên Thái Lan trực tiếp có mặt trên khán đài cũng phải giật mình choáng ngợp bởi tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Họ không chỉ yêu đội tuyển nước nhà, họ yêu tất cả các đội tuyển trong danh sách thi đấu. Những chiến binh đang nỗ lực hết mình trên sân cỏ để thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời nhất cho khán giả. Hãy cùng xem cổ động viên Thái Lan đã nói gì về những cổ động viên nhiệt thành của Việt Nam nhé! Không khí náo nhiệt và bùng nổ là những gì đang diễn ra tại kỳ SEA Games năm nay. Khán đài kín chỗ trong các trận đấu, đặc biệt là trận đấu có đội tuyển bóng đá Việt Nam, đều không còn chỗ trống với rực đỏ màu cờ, màu áo cùng những tấm băng rôn cổ động, kèn, trống, những tiếng hô Việt Nam vô địch, Việt Nam, Việt Nam vang khắp khán đài, mang lại sự phấn khích cho bất kỳ ai. Nổi tiếng là kỳ phùng địch thủ của nhau nên tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn có những căng thẳng giữa các cầu thủ trên sân, cổ động viên bên kia khán đài. Đặc biệt hơn tại SEA Games 31, Việt Nam và Thái Lan rất có duyên ở các môn bóng đá khi gặp nhau tất cả 4 trận đấu quyết định tấm huy chương vàng của Futsal nữ, Futsal nam, bóng đá nữ, bóng đá nam. Đáng nói cả hai trận Futsal, Việt Nam đều thất bại trước Thái Lan. Sau đó, tuyển Việt Nam lại thành công bảo vệ hai chức vô địch bóng đá nam nữ tại SEA Games năm nay. Tuy cạnh tranh nhau khốc liệt là vậy, nhưng nước chủ nhà Việt Nam vẫn đón tiếp đội tuyển Thái Lan cùng các cổ động viên một cách nồng hậu. Người hâm mộ luôn phủ kín khán đài và cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ mọi quốc gia như trên chính sân nhà của họ. Mới đây, cư dân mạng vô cùng bất ngờ trước đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng nghìn cổ động viên Việt Nam hô to "Thái Lan, Thái Lan" trước khi các cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu. Đáp trả lại người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cổ động viên Thái Lan cũng hô to "Việt Nam, Việt Nam". Hình ảnh đẹp của cả cổ động viên hai nước nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Fan Thái sang Việt Nam theo dõi SEA Games 31 cũng không khỏi ngạc nhiên và vô cùng ấn tượng với những sân vận động chật kín khán giả, ngay cả những trận bóng không có Việt Nam thi đấu. Ploy Series đến Nam Định ngày 14 tháng 5 để theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Campuchia. Cô đã có những giây phút khó quên trên sân thiên trường, bởi đây là lần đầu tiên cô xem bóng đá ở Việt Nam. Theo Ploy Series, cổ động viên Việt Nam thực sự nhiệt tình. Dọc đường vào sân vận động còn có những người dân đứng vẫy cờ chào đón khiến cô bất ngờ. Không thể tin nổi, fan Việt Nam cuồng nhiệt về bóng đá đến nỗi đó không phải trận đấu của đội nhà, họ vẫn ngồi kín cả sân vận động, đông đến mức một số người không thể vào sân, cô nói. Xem bóng đá và gặp gỡ người hâm mộ của các câu lạc bộ địa phương là trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng với Ploy Series. Cổ động viên nước chủ nhà thân thiện chào đón chúng tôi, vài người còn cùng hát vang và cổ vũ với fan Thái Lan. Khoảnh khắc ấy rất dễ thương, cô bày tỏ. Đặc biệt, Ploy Series thấy người dân Nam Định có tình yêu bóng đá cháy bỏng. Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ ra sân, người trẻ đi cùng bạn bè, khán đài còn có cả những người cao tuổi. Bạn có thể gặp đông đảo người dân từ mọi lứa tuổi ở sân vận động. Tawatchai Sualapai, admin fanpage của cổ động viên Thái Lan, có mặt tại Hà Nội từ mùng 6 tháng 5 để theo dõi gần như mọi hoạt động của đội nhà, không phân biệt môn thể thao nào. Sualapai cho biết anh có ấn tượng tốt đẹp về fan Việt Nam. Họ thân thiện và tốt bụng, họ rất quyết tâm tham dự các trận đấu. Sualapai ấn tượng khi hội đồng cổ động viên bóng đá Nam Định còn mời fan Thái sang khu vực khán đài của fan Việt trong trận đấu với Singapore. Thật đẹp khi chúng tôi có thể hiểu hơn về phong cách hô hào lên tinh thần, những bài hát và văn hóa cổ vũ cho nhau. Chúng tôi học hỏi rất nhiều từ những gì họ đang cố gắng làm cho đất nước, thành phố của mình trong SEA Games 2021. Điều này khiến các nước ASEAN đoàn kết hơn, anh bộc bạch. Ploy Series và Sualapai đều cho rằng vì tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ mà có lúc cổ động viên hai nước có những hiểu lầm trên sân khán đài. Tôi hiểu rằng họ yêu bóng đá và không muốn bỏ lỡ trận đấu nào.
Chúng tôi có rất nhiều điều hiểu lầm về fan Việt Nam vì những bình luận từ các fan quá khích trên mạng xã hội. Nhưng khi đến sân vận động, mọi thứ đều khác biệt. Ai nấy đều đáng yêu và thân thiện. Tôi sẽ cố gắng để người Thái hiểu hơn về fan Việt Nam, Roy Siri cho hay. Cô đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người hâm mộ Việt Nam trong hành trình xem bóng đá SEA Games 31 trên kênh YouTube A World Travel Around the World của mình. Roy Siri đánh giá Thái Lan đã có trận bán kết khó khăn trước Indonesia vì đội bạn có rất nhiều cầu thủ chơi ở giải nước ngoài và được chuẩn bị thể lực tốt. Và với trận U23 Việt Nam sẽ là trận đấu năm sau kịch tính. Tôi dự đoán Thái Lan sẽ thắng 2-1, cô nói. Suanapai đánh giá trận chung kết sẽ đặc biệt căng thẳng, nhưng hy vọng Thái Lan sẽ mang huy chương vàng về nước. Nếu tỷ số hòa và cần đến là sút luân lưu, tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng vì động lực từ người hâm mộ sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn penalty của các cầu thủ, anh nói. Đây là lần thứ 10 Suanapai đến Việt Nam và anh vẫn rất ấn tượng với cảnh đẹp và đồ ăn ngon. Tại Nam Định, anh ăn phở và thăm nhà thờ. Ở Hà Nội, anh đi uống cà phê phố đường tàu. Suanapai nóng lòng theo dõi màn tranh tài giữa Việt Nam và Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam. Nhưng rất đáng tiếc cho nước bạn vì huy chương vàng bóng đá nam nữ SEA Games 31 đều thuộc về Việt Nam. Nếu không có các cổ động viên luôn sát cánh với đội tuyển, các môn thể thao thi đấu tại đại hội, chắc chắn SEA Games 31 không thể thành công đến vậy. Khi nói SEA Games là một ngày hội thể thao, điều đó đã bao hàm những yếu tố về sự hiếu khách và tình bằng hữu. Cổ động viên đã đến sân, ắt đều cuồng nhiệt, đều đam mê thể thao, nhưng có thể san sẻ cả những lời cổ vũ cho những vận động viên nước ngoài như khán giả Việt Nam, thì SEA Games mới trở thành một kỳ đại hội thể thao đúng nghĩa. Sự cuồng nhiệt khi cổ vũ cổ động viên ga nhà là chuyện quá quen thuộc trong thể thao. Điểm nhấn ấn tượng của SEA Games 31 nằm ở niềm đam mê chân chính các cổ động viên. Từ môn cầu lông ở Bắc Giang cho đến bóng bàn ở Hải Dương, kickboxing ở Bắc Ninh và bóng đá ở Nam Định, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh. Người hâm mộ đến theo dõi những môn thi đấu này bằng tinh thần thể thao thuần túy. Với tình yêu bóng đá, yêu đội tuyển U23 Việt Nam, người hâm mộ đã có 3 ngày liên tiếp đội mưa đội gió tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong khi đó, tại sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định đang cai tổ chức bảng B. Dù không có sự hiện diện của U23 Việt Nam, nhưng mỗi trận đấu tại đây, khán giả đều chật cứng, người hâm mộ. Không khí trên sân Thiên Trường làm cho các đội bóng có cảm giác như được đá trên chính sân nhà của mình. Điều này đã gây ấn tượng mạnh với bạn bè Đông Nam Á. Tại sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, từ sáng sớm, nườm nượp người dân xếp hàng, chờ nhận vé xem trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar. Khán đài tối ngày 18 tháng 5 phủ đỏ sắc cờ Tổ quốc, cổ vũ những cô gái vàng của thể thao nước nhà. Hình ảnh hàng vạn khán giả lấp đầy các khán đài ở các môn thi SEA Games 31 đã góp phần cực kỳ quan trọng làm cho đại hội thành công hơn. Hơn cả một đại hội thể thao với những chiếc huy chương, SEA Games 31 là ngày hội để thể thao văn hóa các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần nhau. Với Việt Nam, SEA Games 31 là cơ hội để người Việt Nam thể hiện tình yêu nước, niềm đam mê thể thao và sự thân thiện, hiếu khách với bạn bè quốc tế. SEA Games 31 chắc chắn cũng sẽ góp phần không nhỏ để thúc đẩy sự phát triển của du lịch và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch. Quý vị nghĩ gì về các cổ động viên bóng đá của Việt Nam? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.